Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Mình là Hoàng Vanh Bay Play đây. Thì dạo này là mấy ngày gần đây mình không đăng video bởi vì là mình rất là bận học nha các bạn. Bởi vì là hết tuần sau là thi rồi. Nên là mình khá là bận. Nhưng mà sắp tới mình sẽ đăng video với em Valkyrie nha. Tầm ngày mai hoặc ngày kia. Còn như lúc trước mình đã nói với các bạn là vào Noel mình sẽ live stream đúng không? Và giveaway cho các bạn. Thì mình chỉ thực hiện được một điều thôi là giveaway. Còn livestream thì tối nay mình bận đi chơi rồi nên là mình không livestream cho các bạn xem được nha. Các bạn thông cảm cho mình nhé. Thì khi nào đó mình sẽ livestream sau. Và mình sẽ làm một cái Q&A. Các bạn có câu hỏi gì muốn hỏi mình thì cứ comment ở phía dưới nhé. Rồi mình sẽ làm video Q&A nha. Và mình đợi một thứ gì đấy về rồi vừa Q&A vừa review đồ luôn. À mà còn về một vấn đề nữa là cái bộ phim ấy. Cái bộ phim là lúc trước mình có nói là trong tuần này mình sẽ đăng đúng không? Nhưng không. Và mình đã nói là 95% là sẽ đăng trong tuần này. Còn 5% còn lại là tùy vào độ chảy bữa. Thì không ngờ là nó lại rơi vào 5% phần còn lại rồi các bạn ạ. Các bạn biết vì sao không phải là mình lời quay đâu. Thứ nhất là mình... thì đúng lời quay thật. Thứ nhất là mình bận. Thứ hai là mình muốn đợi một nhân vật bí ẩn về để thì mình nhét vào phim nha, cho nó vip vip một tí. Nên là mình rất là cần cái nhân vật vào, nhân vật đấy vào trong phim để cho nó kiểu nó thêm một cái yếu tố bất ngờ hay gì đấy. Nên là các bạn thông cảm nhé. Chắc là tầm để hết tuần sau đi mình sẽ ra phim nha. Khi nào mình thi xong thì mình sẽ ra phim cho các bạn xem. Phim mà nếu mà vội quá, quay vội quá thì nó sẽ không hay cho lắm. Với cả lúc trước mình quay xong mấy cái phần kiểu hành động các thứ rồi, nhưng mà mình thấy nó cũng hơi ít, nên là mình muốn quay thêm các bạn ạ. Đấy, mình muốn cái bộ phim này nó hay một tí nên là các bạn thông cảm nhé. Thời gian đợi nó hơi lâu một tí. Mình biết trước là chuyện nó sẽ như thế này, nên là mình mới để cái ngày khởi chiếu lại éo biết. Thì cái phần quà giveaway lần này sẽ là hai cái này. Đó, hai cái này mình vì khá là ít nên là mình chỉ gift cho một người thôi nha. Và free ship luôn nha. Mình sẽ trả ship cho các bạn. Đấy, vì là chỉ tặng cho một người thôi nên là cái tỷ lệ trúng nó khá là thấp. Và có rất là nhiều người comment luôn. Nên là các bạn cứ chuẩn bị sẵn cái tâm lý là chơi cho vui đi nhé. Đừng có cay cú. Rồi lần sau mình sẽ tổ chức giveaway khác. Nhiều phần quà hơn. Ok chưa? Còn bây giờ thì mình chỉ có hai cái này thôi. Đấy. Và các bạn comment số từ 1 đến 300 nha. Đó, xong là... tầm tuần sau mình sẽ livestream và công bố kết quả giveaway. Ok chưa? Và video đến đây là kết thúc. Mình xin chúc tất cả các bạn một ngày Giáng sinh thật là vui vẻ. Và mình xin chúc tất cả các bạn nam, kể cả những bạn không xem video của mình, luôn đẹp trai giống như mình. Và tất cả những bạn nữ, kể cả những người không xem video của mình, luôn xinh đẹp để cho mình ngắm nhé. Ok, video của mình đến đây kết thúc. Nếu các bạn thấy hay cho mình một like, subscribe kênh YouTube của mình nha. Bye bye tất cả các bạn. Mình đi chơi đây.